Hello mọi người, chúng ta đến với trận bán kết 2 giải cầu lông hội làng thôn Ô Cách mở rộng lần thứ 4. Phía gần màn hình cặp đôi Đức Duy và Trọng Nghĩa, đối thủ của họ là cặp đôi Trí Đức và Ngọc Triệu. Đây chắc chắn là một trận đấu mãn nhãn. Cầu không qua lưới, điểm số 2-0 cho cặp đôi Trí Đức và Ngọc Triệu. Mọi người vào xem live stream chia sẻ giúp Hùng với nha. Live stream vừa rồi ít người xem quá nên Hùng tắt đi. Ok anh Kim Trần, xin chào Ly mới. Ly mới mọi người lại giúp Hùng chia sẻ và các bạn bè cùng xem nha. Cầu vừa đủ qua. Đổi điểm 1-3. Trọng Nghĩa giao cầu. Dí cầu rất nhanh của Ngọc Triệu, 4-1. Điều đó là tiềm năng nhất cho chức vô địch thiếu. Hùng xin mạo muội dự đoán là cặp đôi Ngọc Triệu và Trí Đức. Ngọc Triệu này một tiếng. Cầu lôi từ Đức Duy điểm số 5-1. Điểm số 7-1 rồi, ngay từ đầu set đã dẫn 7-1 rồi. Cơ hội rất lớn cho Ngọc Triệu và Trí Đức, 8-1 rồi. Thì đánh chung kết luôn nha mọi người. Yeah.
may mắn cho lượt lưới 71. Canh bãi gửi xe rồi em ơi.
cầu tốt 12-17. Thank you.
27-17. Mình không tin rằng chênh lệch lại nhiều như thế. Hôm nay Triệu, chiều nay Triệu Nghĩa đánh hỏng nhiều ghê. Duy Nghĩa đánh hỏng nhiều ghê. Hơi gắt. 18-27. Cầu lông của thôn Ô Cách bên trong Bắc Ninh này. Pha dùng cổ tay rất hay từ vị trí ở đội 19-27. Ba mốt 40 chuẩn bị đánh chung kết cho mọi người. Thank you.